nào, thì một số cái học thuyết cho rằng có thể Chúa Giêsu Giáng sinh đã Giáng sinh vào ngày vào một cái ngày nào đó của tháng 4 hoặc một cái ngày nào đó của đầu mùa thu, của đầu mùa thu. Nhưng xin chào tất cả mọi người, lại là Đi đây và chào mừng mọi người đã đến với kênh Dear Tarot Tâm sự cùng người là Tara. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã gặp nhau trong một tập linh tinh chuyện tâm linh nhân dịp Merry Christmas. Và như những gì các bạn đã nhìn thấy ở dưới tiêu đề, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái liên quan đến ngày Christmas hiện đại và một số thông tin vui vẻ đến từ ngày Yule, một trong những ngày đại lễ Sabbath, ngày tiểu Sabbath trong thuộc Witchcraft hoặc là trong cái nền văn hóa Pagan cổ. Thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đi giải quyết một vài cái sự thắc mắc mà lúc trước Đi cũng rất hay thắc mắc, xong Đi cũng có nghiên cứu và ngày hôm nay Đi muốn chia sẻ với mọi người. Mọi người có bao giờ đặt ra câu hỏi là ngày Giáng sinh có từ khi nào không? Đó, rồi Chúa Giêsu sinh vào ngày nào? Và những bạn nào là những bạn Witchcraft thì có thắc mắc là vậy thì cái ngày Yule của chúng ta nó có liên quan gì đến cái ngày Giáng sinh này không? Và vào ngày Yule thì các cái Witch họ thường làm cái gì? Với tư cách là một Christian Eclectic Witch thì tôi sẽ lý giải cho mọi người trong ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Đừng quên nhấn một like cho video này nha. Ok, bây giờ chúng ta phải quay trở lại là từ rất là xa xưa thì con người hoàn toàn không có cái ngày lễ Christmas này. Nhưng tiền thân của nó là một cái ngày lễ có ở trong Pagan, tức là ở trong ngoại giáo. Và cái ngày lễ này nó xuất phát từ những dân tộc ở khu vực Bắc Âu hoặc là khu vực Ấn Âu. Nó được gọi là ngày lễ Yule. Y-U-L-N-E, Yule, đúng không ta? Đúng rồi. Sợ mình ghi sai. Và cái ngày lễ Yule này trước đó nó có một cái tên đầy đủ là Yuletide. Và cái ngày này là cái ngày người ta dịch ra, nó có nghĩa là ngày kỷ niệm lễ đông chí. Ngày lễ Yule ngày xưa người ta kỷ niệm vào cái khoảng thời gian của từ ngày 20 trải dài cho đến gần hết ngày 27. Nhưng thật ra là cái ngày đỉnh điểm của ngày lễ Yule nó sẽ rơi vào từ ngày 22 đến ngày 23 là ngày đỉnh điểm của Yule. Đó là ngày mà người ta kỷ niệm cái thời gian ban ngày là ngắn nhất. Và tại sao người ta phải kỷ niệm như vậy? Bởi vì người ta biết rằng là khi vào khoảng thời gian đông chí, khi mà ngày và đêm, đêm dài hơn ngày, là ngày là khoảng thời gian ngắn nhất như thế, thì sắp sửa mùa xuân đã sắp đến rồi. Và ngày xưa người ta kỷ niệm cái lễ này là để ăn mừng rằng là mùa xuân sắp đến, nên họ nuôi một cái hy vọng rằng là mùa đông sẽ qua đi để bắt đầu một chu trình sống mới, một mùa xuân mới sẽ đi về trên quê hương của chúng ta. Chuyện là thế đó. Và ở đây Đi cũng có đi tìm hiểu một số các cái thông tin về cái ngày Yule này Thì cái ngày Yule này nó xuất phát từ tiếng của từ những cái ngôn ngữ rất là cổ của khu vực Ấn Âu, trong tiếng Anh cũng có, trong tiếng Đức cũng có. Và ngày xưa người ta kỷ niệm ngày lễ Yule này theo một cái phong cách rất là thú vị. Những người Bắc Âu thì người ta kỷ niệm cái ngày này là dựa vào một cái trận chiến. Dựa vào một cái trận chiến của thần Odin và những cái đoàn quân của ngài ấy. Thần Odin là một vị thần xuất hiện trong cái nền văn hóa Bắc Âu. Và thần Odin được kể lại là vào trong cái đêm, những đêm của ngày Yule là đêm dài hơn ngày, lúc đó là lúc thế lực tà ác sẽ trỗi dậy nhiều nhất, cho nên những vị thần Odin đã cưỡi cái con ngựa tám chân của mình để đi dẹp loạn. Và người ta còn kể là ngày xưa vào cái thời kỳ cổ đại thì những cái đứa trẻ Pagan đã kỷ niệm cái ngày này bằng cách là treo cái chiếc tất mà trong đó có bỏ rơm ở lên trước cửa nhà, để khi mà cái con ngựa tôi tức quá. Lần nào tôi quay clip cũng có người gọi điện ngay cái lúc mà tôi quay clip hết trơn. Không biết lý do tại sao nha. Vũ trụ ngộ nghĩnh. Trời ơi. Rồi quay lại trở lại với cái câu chuyện của ngày lễ Yule của Bắc Âu của thằng Odin ha. Thì những cái con ngựa tám chân của thằng Odin á
sẽ đi ngang cửa và ăn cái rơm đó, thì thần Odin sẽ ban cho đứa trẻ đó một cái món quà. Cái món quà này không phải là món quà trong tâm tưởng cái điều ước của nó, mà có thể là thần Odin cảm thấy là nó cần cái món quà này và nó phù hợp với món quà này thì thần Odin sẽ tặng cho nó. Thì cái đó là cái câu chuyện của Bắc Âu. Và người ta nói là bởi vì thế cho nên sau này á, khi mà Cơ Đốc giáo phát triển thì một số vị thần trong thần thoại Bắc Âu hoặc là những cái một số vị thần của địa phương á cũng được Cơ Đốc hóa. Ví dụ như có một tập đi có nói về lễ hội Ostara có nữ thần Brigitte, thì sau này cũng có thánh nữ Brigitte ở xứ Ireland. Thì ở trong câu chuyện này chúng ta thấy giống một cái vị thánh, đó là Saint Nicholas, tức là thánh Nicholas là ông già Noel của tụi mình trong thời hiện đại bây giờ đó, thay thế con ngựa bằng con thùng lọc và thay thế thần Odin bằng Santa Claus. Và chúng ta phải chấp nhận điều đó thôi, bởi vì đó là cái tiến trình văn hóa nó phát triển, thì mình cũng không có gọi là phán xét cái gì ở đây hết. Tiếp nha, thì đó là một trong những cái cách ăn mừng còn của người Bắc Âu. Nhưng bên cạnh đó, ở những cái khu vực như La Mã, Hy Lạp, phải nói là Hy Lạp mới đúng, trong những khu vực của Hy Lạp, thì cái khu vực Hy Lạp này vào đúng cái thời điểm này cũng là thời điểm người ta kỷ niệm ngày Đông Chí, nhưng người ta lại có quan điểm đó là cái vào thời gian này là thời gian mà con người ta quan sát trong một năm á, nó là một cái chu kỳ. Hay không, chuyện này thì cũng chuyện khác, không người gọi điện thì là máy móc có vấn đề, khổ quá. Chúng ta quay trở lại với cái câu chuyện là người La Mã, người Hy Lạp, người ta kỷ niệm cái ngày Đông Chí như thế nào ha. Là vào trong cái ngày Đông Chí này là cái lúc mà người ta quan điểm á, là sau một cái chu kỳ xuân hạ thu đông, sinh ra rồi đến mùa đông sẽ là mùa của cái chết. Và sau mùa đông này thì một mùa mới lại bắt đầu, một chu kỳ mới lại bắt đầu, cho nên người ta ăn mừng cái sự trở lại của vị thần mặt trời vĩnh cửu đó. Cho nên là người Hy Lạp cũng đã ăn mừng cái lễ này từ rất là xa xưa rồi. Và khi mà cái ngày lễ Yule của Bắc Âu hay là cái ngày lễ Đông Chí trong Hy Lạp đã được phát triển như vậy, thì khi mà các cái Cơ Đốc giáo người ta muốn phát triển ở cái địa điểm này, ở những cái vùng này, thì người ta cũng phải có được cái sự liên kết, người ta sẽ có được những cái sự thừa kế, thừa hưởng những cái văn hóa có sẵn tại cái khu vực đó. Thì các bạn chú ý một điều là ngày trước đi có nói trong một cái tập nói về ngày Ostara của Bắc Âu, thì vào ngày Ostara thì có nữ thần Brigitte, thì sau khi Cơ Đốc giáo đến khu vực Ireland á thì cũng biến cái nữ thần Brigitte, nữ thần lửa và nghề rèn á, biến thành Saint Brigitte, tức là thành nữ thánh Brigitte. Thì ở trong cái thần ở trong cái vấn đề về Cơ Đốc hóa một số các cái ngày lễ, một số các cái tục hoặc một số các cái vị thần ở trong Bắc Âu hay ở trong Bagan hay ở trong các nền văn hóa bản địa thành của Cơ Đốc giáo á, thì nó đã là quá trình bình thường luôn. Một cái tôn giáo mà nó muốn được phát triển á thì nó phải là một cái tôn giáo có cái sự một cái sự mở rộng và thay đổi không ngừng để thích nghi với cái văn hóa của cái khu vực đó. Nói cách này cái tác thì chúng ta phải thừa nhận và chấp nhận cái sự thích nghi đó của cái tôn giáo này. Vậy thì thường vào ngày lễ Yule người ta sẽ làm cái gì? Thường các cái witch vào ngày lễ Yule người ta sẽ dựng những cái altar, những cái altar rất là lớn để mừng ngày lễ này. Và thường ở trên altar đó người ta sẽ để những chiếc bánh Yule, là những chiếc bánh trái cây á. Thì trước cái tiền thân của cái bánh trái cây này á, nó chỉ là một cái khúc gỗ. Trên khúc gỗ đó người ta sẽ trang trí những cái lá thông hoặc là những cái lá thường xanh, rồi người ta đốt ba cây nến ở trên cái khúc gỗ này để thể hiện cho một cái sự mong mỏi, sự sống, tin tưởng và sự sống, và cũng như là một cái niềm tin vĩnh cửu và việc là một sự sống bất diệt sẽ chiến thắng được cái chết vào mùa đông. Và ở trong mùa đông này thì các cái witch thường trang trí altar hoặc là thực hành các cái spell của họ bằng những cái nguyên liệu như là lá thông nè, quế nè, nhục đậu khấu nè, và quả cam nữa. Thì và người ta thường sử dụng những cái màu sắc như là đỏ, trắng, xanh lá và vàng để kỷ niệm trong cái ngày lễ Yule này. Thì trong cái ngày lễ Yule này, bên cạnh những cái như là bánh Yule hay là những cái spell làm từ những cái vật liệu như trên, thì người ta còn có những cái vòng oro cũng được đan kết bằng những cây thường xanh để trước cửa nhà để đại diện cho một cái niềm tin chờ mong
một cái ngày mùa mới sẽ xuất hiện, cái sự sống sẽ chiến thắng cái chết, mùa xuân sẽ đến sau khi mùa đông này nó kết thúc. Thì đó chính là những cái ý niệm mà các cái witch họ thường làm ở trong cái ngày lễ Yule này. Và những cái nguyên liệu như là thông hay là cây quế hay là cam gì đó thì đại diện cho cái sự thông thì đại diện cho cái sự lâu dài, sự lâu bền, rồi đại diện cho sự bảo vệ, đại diện cho sự xua đuổi những cái tà ma, xua đuổi những cái năng lượng tiêu cực, đại diện sự chữa lành. Cam thì đại diện cho sự yên bình và chữa lành, rồi quế thì cũng đại diện cho sự bảo vệ, sự đốt cháy, thu hút những năng lượng tích cực, rồi tiền bạc đó. Cho nên rằng là ở trong cái ngày lễ Yule này sẽ là cái dịp để các witch á, họ nuôi dưỡng cái niềm tin hoặc là họ nuôi dưỡng cái năng lượng của sự tái sinh bên trong từng cái tâm hồn của mỗi cái witch rap, mỗi cái witch raptor. Nghe nó có vẻ vĩ mô quá ha. Thì chúng ta đã vừa mới bàn xong về cái ngày Yule rồi, và cũng bàn sơ qua về vấn đề là Yule người ta làm cái gì và trong cái ngày lễ đó nó có cái gì rồi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi qua cái vấn đề thứ hai. Có ai từng thắc mắc rằng là vậy thì cái ngày lễ Chúa Giêsu Giáng sinh tại sao nó lại được tổ chức vào ngày, tức là tại sao Christmas lại tổ chức vào cái ngày 25 của tháng 12 không? Có ai thắc mắc không? Và ngày sinh thật sự của Chúa Giêsu là ngày nào? Có ai thắc mắc không? Đó, thì tôi là những người rất hay thắc mắc, cho nên tôi đã đi tìm kiếm về những cái thông tin này. Thì có những cái thông tin như sau. Về ngày Chúa Giêsu Giáng sinh trước nha, thì trong sách thánh hoặc trong các cái sách ghi chép thì chưa có một cái sách nào người ta ghi lại Chúa Giêsu sinh vào ngày mấy tháng mấy cả. Tức là về thông tin đó nó là zero value, không có thông tin, không có thông tin về cái đó. Và tại sao người ta lại chọn ngày lễ Christmas là ngày 25 tháng 12 này, chút xíu tôi sẽ giải thích sau. Vậy thì Chúa Giêsu Giáng sinh vào ngày nào? Thì một số cái học thuyết cho rằng có thể Chúa Giêsu Giáng sinh đã Giáng sinh vào ngày, vào một cái ngày nào đó của tháng 4 hoặc một cái ngày nào đó của đầu mùa thu, của đầu mùa thu. Nhưng mà đi cảm thấy là cả hai cái lập luận đó thì khá là hay, bởi vì nó có rất là nhiều cái nghiên cứu về cái ngày Chúa Giêsu Giáng sinh mà người ta vẫn chưa có đúc kết ra được vậy cuối cùng ngài đã Giáng sinh vào ngày nào. Thì như thế này, sẽ có nhiều người nói là ủa chứ không phải là Chúa Giêsu Giáng sinh là mùa đông hả? Mặc dù là người Công giáo chúng tôi vẫn luôn luôn hát là đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa, nhưng không đồng nghĩa là Chúa Giêsu được sinh ra vào mùa đó. Thì lý do tại sao lại lấy cái mùa này? Thì chúng ta phải nhớ lại là trong cái lúc mà đi nghiên cứu á, thì các cái học giả người ta đưa ra các cái lập luận như sau. Ở trong Kinh Thánh có cái đoạn khi mà vào cái thời kỳ Chúa Giêsu Giáng sinh á, thì cái ông mà cai quản, tại do là dân Do Thái vào thời bấy giờ á, là bị cai quản bởi một cái dân ngoại xâm, thì ông này á, ổng mới đưa ra một cái lệnh là ai quê quán ở đâu thì đi về cái nơi quê quán đó để khai báo. Thì cha mẹ của Chúa Giêsu là ông ông Giuse á, thì phải trở về với cái nguyên quán của mình. Thì khi mà đi đến thành Bethlehem á, thì Chúa Giêsu Giáng sinh tại cái nơi đó. Thì bây giờ vào cái thời gian đó, bạn cứ tưởng tượng đi, một cái dân tộc khác đang xâm chiếm một cái dân tộc này, thì đương nhiên cái đứa mà đang cai quản nó không muốn là cái dân tộc mình đang cai quản nó sẽ nháo nhào lên như một cái bữa cơm, nó nháo nhào lên mấy con giòi, đúng không? Đương nhiên vì thế cho nên người ta, những người quân sự chắc chắn sẽ không bao giờ ra cái lệnh ai ở đâu về chỗ đó vào những ngày mùa đông, bởi vì sẽ không muốn làm náo loạn lòng dân và gây mất cái sự an ninh chính trị ngay lúc đó được, đúng không? Cho nên chắc chắn là sẽ không phải rơi vào mùa đông rồi đó, bởi vì là kiểm soát dân chúng cũng mệt lắm chứ bộ, đúng không? Rồi, cái thứ hai đó là trong sách thánh có cái đoạn mà khi thiên thần hiện ra giữa các cái mục đồng, thì mục đồng lúc đó đang ở ngoài đồng ngủ với các con chiên. Thì theo truyền thống của Israel và những khu vực của người trong cái khu vực mà Israel, khu vực mà tiểu vương quốc Ả Rập lưỡng hà rồi đó, thì người ta sẽ không có để cái con chiên ở ngoài đồng vào mùa đông, mà người ta sẽ lùa nó vô nhà hết. Bởi vì nếu mà để vào mùa đông á, thì sẽ rất là lạnh và có nguy cơ mấy cái con đó nó chết cống. Đó, cho nên đó chính là cái lập luận thứ hai.
để đưa ra cái vấn đề đó là Chúa Giêsu không Giáng sinh vào mùa đông mà Giáng sinh vào một cái mùa khác hẳn. Và một cái lập luận thứ ba, đi cảm thấy lập luận này thì nó có căn cứ hơn, đó là người ta đếm ngược từ cái ngày Chúa Giêsu chết cho đến trở về trước, cho đến khi mà Ngài sinh ra. Chúa Giêsu tại thế 33 năm, Ngài đi rao giảng 3 năm trời, và Ngài đã mất vào năm 33 công nguyên, vào một ngày của đầu mùa xuân. Thì lúc đó Ngài được 33 tuổi, thì đổ ngược lại về trước đó, thì rất có thể Chúa Giêsu đã sinh trước cái khoảng thời gian đầu xuân. Có thể rơi vào mùa đông, hoặc có thể rơi vào mùa thu, hoặc có thể rơi vào tháng 4 của mùa xuân. Nhưng các bạn đồng ý một cái điều là ngày lễ Chúa Giêsu sống lại, tức là ngày lễ phục sinh, thì nó được diễn ra vào gần với ngày Ostara, tức là vào ngày xuân phân, nó rơi vào đúng cái tháng 4, thì rất có thể là Chúa Giêsu không phải sinh vào ngày đó. Ok, thì người ta lập luận như thế, và người ta cho rằng Chúa Giêsu đã sinh ra ở đầu một cái mùa thu hoặc là đầu mùa xuân, chứ không phải là vào cuối mùa đông. Tuy nhiên cái đó là những cái lập luận thôi. Như vậy thì sẽ có những bạn đặt câu hỏi, vậy thì cớ hà gì Hội Thánh Công Giáo lại chọn ngày 25 tháng 12 là ngày đại diện cho kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh? Thật ra là khi mà chọn ngày 25 tháng 12 này, nó cũng chỉ là vừa mới gần, trong những cái thế kỷ gần đây thôi. Mãi cho đến thế kỷ thứ 3 sau công nguyên thì người ta mới bắt đầu có cái buổi lễ ăn mừng Giáng sinh đầu tiên trên thế giới này. Trước đó các cái thánh tông đồ họ ra đi với cái mục vụ thừa sai là loan báo về sự sống lại, loan báo về phép rửa trên sông Giô-đan của Chúa Giê-xu nhiều hơn là người ta chú trọng vào cái ngày Chúa Giê-xu Giáng sinh. Và lý do tại sao thì bắt nguồn từ cái này, đó là khi mà Công giáo Roma phát triển và nó đi đến những cái khi mà Công giáo Cơ Đốc giáo nó phát triển hơn, thì nó đi đến những cái vùng mà ở vùng đó người ta có những cái ngày kỷ niệm tiền lệ, đó là ngày Yule, rơi vào ngày Đông Chí. Và nhất là một cái giải thích mà đi thấy rất là hợp lý ở đây, đó là khi mà người Hy Lạp người ta ăn mừng cái ngày lễ thần mặt trời tái sinh của họ, thì vào cái thời bấy giờ Cơ Đốc giáo không phải là một tôn giáo được chào đón ở những nền tôn giáo bản địa trước đó, nhất là ở Hy Lạp. Cho nên là để mà không bị bắt đạo thì các cái thánh tông đồ thời bấy giờ, các ngài mới nghĩ đây là để ăn mừng vào ngày lễ Giáng sinh á, thì các ngài sẽ tổ chức ngày lễ Giáng sinh, ngày lễ mà ăn mừng Chúa Giêsu Giáng sinh vào đúng cái dịp mà người Do Thái người ta mà người Hy Lạp người ta ăn mừng ngày lễ thần mặt trời tái sinh. Và bởi vì cái ngày lễ đó nó cũng mang một ý nghĩa rất là tương đồng với sự ví von về Thiên Chúa, bởi vì Chúa Giêsu thì được ví von như cái sự tái sinh nè, như bánh hằng sống, như mặt trời, như đứa con của mặt trời. Cho nên á là khi mà vào cái ngày lễ này thì người ta chọn ngày lễ đó theo hai trường hợp. Một là về ý nghĩa nó rất là gần với cái danh hiệu, những cái danh hiệu mà Chúa Giêsu có. Cái thứ hai á là để tránh cái việc bắt bớ về cái tổ chức tôn giáo vào thời bấy giờ, thì người ta ăn mừng vào đúng cái dịp lễ mà thờ thần mặt trời Giáng sinh của người Hy Lạp luôn. Và sau đó thì khi đến giáo hội Bắc Âu, đến giáo hội của phương Đông á, thì nó cũng như thế. Thì thiệt ra là ở trong Cơ Đốc giáo nó có rất là nhiều nhánh, chính thống giáo, chính thống giáo, rồi Công giáo Roma, rồi Tin lành, thì nó có rất là nhiều gốc ha. Nhưng mà hai cái gốc lớn là Công giáo phương Tây và Công giáo phương Đông, Cơ Đốc phương Tây và Cơ Đốc phương Đông. Cơ Đốc phương Đông là những cái nước như Nga Ngố đồ ở phía phần phía trên á, đó là khu đó. Thì thật ra là ở bên Nga Ngố á, thì người ta sẽ kỷ niệm cái ngày Chúa Giêsu Giáng sinh này á vào đâu đó tầm khoảng ở đầu mùa xuân của tháng 4. Nhưng bởi vì là ở bên đó Công giáo phương Đông á, người ta tính theo một cái lịch khác. Người ta tính theo một cái lịch khác, và trong cái lịch đó đó là đến cái ngày đầu mùa xuân á thì nó mới chính là tháng 12 trong lịch của họ. Cho nên họ vẫn kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh vào ngày 25 của tháng 12. Thì nó cũng thừa kế lại rất là nhiều những cái ảnh hưởng của nền văn hóa pagan trước đó. Và thật ra là trong các cái nghi thức thánh lễ, hay là trong những cái niềm tin, cũng như những cái nhân vật xuất hiện trong Công giáo Roma thời hiện đại á, nó cũng có bóng dáng rất nhiều những cái vị thần, những cái nghi thức của pagan ngoại giáo trước đó rất nhiều.
Và cái này thì nếu bạn nào mà nghiên cứu về witchcraft thì chúng ta sẽ không còn xa lạ ha. Và hỡi những con người thú vị, tôi lại có thêm một cái thắc mắc nữa. Tôi là một người rất hay thắc mắc và tôi nghĩ rằng là chúng ta nên thắc mắc để mở rộng kiến thức, nên thắc mắc để đi tìm tòi nó, phải thắc mắc rồi phải tự tìm tòi nha, để chúng ta thu thập thêm kiến thức, nhất là những ai đang trên con đường đi tìm hiểu về tâm linh hay là tự xưng mình là witch thì dùm ơn hãy thắc mắc nhiều một chút xíu và siêng tìm hiểu nha. Thì có bao giờ mọi người thắc mắc là tại sao người ta lại trang trí cây thông vào ngày Noel không? Tại sao? Thì tôi cũng đã có cái sự tìm hiểu. Thì người ta giải thích như sau. Cái ngày, cái mà tục trang trí cây thông vào ngày Noel á, nó xuất hiện từ nước Đức. Từ nước Đức, đầu tiên là xuất hiện từ nước Đức. Và nó đã xuất hiện từ thế kỷ thứ 16 ở nước Đức. Người ta kỷ niệm cái việc đó là bởi vì là trong cái mùa đông đó đó, thì không có một cái cây nào mà nó sống được hết, trừ cái cây thông, là cái cây mà lá nó vẫn còn xanh. Và người ta lấy cái biểu tượng của cây thông đó đại diện cho cái sự sống, đại diện cho sự kỳ vọng về một ngày mùa mới, đại diện cho cái sự hằng vĩnh cửu dạng giống vậy. Thì thật ra nó xuất phát từ rất là nhiều những cái mảng miếng câu chuyện truyền thuyết xung quanh cái cây thông đó. Đó là ngày xưa có một ông lão tiều phu nọ, ổng đi ngang qua một cái rừng sồi và ổng thấy là đang có một cái nhóm ngoại giáo đang chuẩn bị hiến tế một đứa trẻ, và ông ta đã đến và đấm một phát cho cây sồi chết ngắt. Và từ cái chỗ cây sồi đó mọc lên một cây thông nhỏ. Thì những người ngoại giáo á mới bắt bớ ông ta, ông ta mới nói là từ đây về sau cái cây này nè, cái cây thông này nè, nó sẽ đại diện cho cái cây của sự hằng sống. Và ngày hôm sau khi mà ông ta thức dậy thì trước nhà ổng mọc lên một cây thông vô cùng tuyệt mỹ, rất là đẹp, có muôn vàng trái châu. Và ông ta biết rằng là cái đứa trẻ hôm qua đó chính là Chúa đã hiện ra với ông. Thì đó là một cái truyền thuyết xoay quanh cây thông đó thôi. Nhưng mà bởi vì ở bên phương Tây á, người ta quan điểm cây thông, ở trong witchcraft cũng vậy, cây thông nó đại diện cho sự trường tồn nè, đại diện cho sự bảo vệ khỏi những ma quỷ, đại diện cho sự sinh sôi và phát triển, sự chữa lành và kêu gọi về mặt phát triển vật chất, tiền tài. Cho nên á, cây thông nó rất là thú vị. Giống như là ở bên Việt Nam mình có cây mai đại diện cho ngày Tết, thì bên phương Đông á, người ta sẽ dành dùng cây thông để đại diện cho cái sự phát triển, phát tài, phát lộc đó. Cho nên cây thông nó mang cái ý nghĩa rất là hay như vậy á. Và mãi cho đến những đầu thế kỷ thứ 19 thì nữ hoàng Anh mới bắt đầu, là nước Anh mới bắt đầu có cái tục trang trí cây thông, là cũng ảnh hưởng bởi người Đức. Và sau đó là giới quý tộc Anh người ta rộ lên như một phong trào và nó lan tỏa cho đến ngày hôm nay. Và ở bên Mỹ á, thì mãi cho đến đầu của những năm 1800 thì người Đức á, người ta khi mà người ta di dân qua Mỹ á, thì người ta mới bắt đầu đem theo cái văn hóa trang trí cây thông. Ban đầu thì mấy người Mỹ cũng cảm thấy trời, mấy cái con này làm gì điên vậy. Nhưng mà trở về sau thì người ta bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa này, và cái văn hóa trang trí cây thông vào ngày Noel á, nó cũng bắt đầu lan rộng hơn. Và các bạn hiểu á, cái ý nghĩa cây thông ở trong gia đình á, nó đại diện cho cái sự bảo vệ, đại diện cho sự trường tồn và đại diện cho sự sinh sôi, một cái sự sống mãnh liệt. Rất là hay đúng không? Và nói chung là nãy giờ cũng đã bàn rất là nhiều về ngày lễ Giáng sinh, về gốc gác của nó. Thì tất cả những cái đó là những cái mà đi đã nghiên cứu được. Nếu các bạn cảm thấy nó hay thì cho đi một like, hoặc là nếu cảm thấy là chưa có đúng ở điểm nào đó thì bạn có thể comment xuống phía dưới. Bởi vì đây chỉ là những cái sự đọc hiểu của Dia cơ bản thôi, thì đôi khi sẽ không đọc được hết các cái đầu sách, cho nên là sẽ còn những cái thiếu sót rất là nhiều, mong các bạn bỏ qua. Bạn nào mà có ý kiến hay hơn thì cứ comment xuống phía dưới ha. Các bạn muốn đi làm về chủ đề gì á, thì cũng comment xuống phía dưới luôn. Đi rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ đi và theo dõi đi, và trong thời gian tới đi sẽ còn ra những clip rất thú vị hơn nữa, thì mong mọi người sẽ đón nhận ha. Còn bây giờ thì clip cũng đã đủ dài rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong Dia Tarot tâm sự cùng người lạ tập tiếp theo, cũng như bây giờ là Merry Christmas. Bye bye!